Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin chính trong chương trình hôm nay: Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Giữ gìn nét đẹp văn hóa và giá trị truyền thống tại khu du lịch núi Nưa, Triệu Sơn. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Cụ thể, các hoạt động sẽ được diễn ra tại các địa điểm với thời gian như sau. Tại công viên Hội An, từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 4 Tết, sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày và trải nghiệm điểm check-in Tết xưa, check-in tạo hình linh vật năm Giáp Thìn. Tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động viết thư pháp vào mùng 4 Tết, đền thờ Nguyên Tiêu vào ngày 15 tháng Giêng. Tại khu di tích lịch sử Hàm Rồng, tổ chức hoạt động Tết xưa làng cổ bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp, gói bánh chưng, xin chữ ông đồ từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết. Các trò chơi dân gian từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết. Lễ cầu siêu các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ vào ngày mùng 10 tháng Giêng. Tại Thái Miếu, nhà Hậu Lê, các hoạt động văn hóa lễ hội diễn ra từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng Giêng, biểu diễn Vo Vi Nam vào mùng 4 Tết tại tượng đài Lê Lợi. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa sẽ được diễn ra từ 23 giờ đêm 30 Tết và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong không khí náo nức chào đón năm mới năm 2024, trường tiểu học Quảng Hưng đã phối hợp với công ty cổ phần truyền thông và giáo dục Darwin tưng bừng tổ chức lễ hội bánh xuân. Đây thực sự là một ngày hội với nhiều hoạt động trải nghiệm sôi nổi, bổ ích, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo nhà trường tham gia. Tham gia lễ hội, các em học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động hứng thú và bổ ích. Tại đây, các em được tìm hiểu phong tục ngày Tết cổ truyền, tham gia các hoạt động viết thư pháp, làm tò he, gói bánh chưng, bánh răng bừa, bánh nhãn và trang trí cây mai, cây đào ngày Tết. Cùng với đó, các em học sinh còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian và hiện đại hấp dẫn. Tham gia lễ hội, các em học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động hứng thú và bổ ích. Tại đây, các em được tìm hiểu phong tục ngày Tết cổ truyền, tham gia các hoạt động viết thư pháp, làm tò he, gói bánh chưng, bánh răng bừa, bánh nhãn và trang trí cây mai, cây đào ngày Tết. Cùng với đó, các em học sinh còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian và hiện đại hấp dẫn. Lễ hội bánh xuân với nhiều thông điệp mang ý nghĩa nhân văn và để lại ấn tượng sâu sắc đối với các giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây là hoạt động nhà trường dành tặng cho các em học sinh nhân dịp bước sang năm mới 2024. Qua những trải nghiệm thú vị, bổ ích, ngày hội trải nghiệm với chủ đề Lễ hội bánh xuân đã góp phần kết nối tình yêu thương, sự chia sẻ giữa thầy cô giáo với học sinh và phụ huynh, giáo dục học sinh biết trân trọng, giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống, giá trị nhân văn của dân tộc và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổng kết công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án. Ngành đã tuyên truyền sâu rộng về các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, duy trì phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong năm, toàn tỉnh có thêm 7 di sản văn hóa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 5 di tích được cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc được tổ chức. Các vận động viên thể thao tham gia thi đấu 121 giải trong nước và quốc tế, đạt 739 huy chương các loại. Du lịch Thanh Hóa đón hơn 12,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 24.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao. Trong năm 2024, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, chương trình nâng cao văn hóa gia đình giai đoạn 2021-2025, đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm thể dục thể thao mạnh hàng đầu của cả nước, triển khai có hiệu quả các quy định kế hoạch về công tác gia đình, phát triển gia đình Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong tỉnh.
Mới đây tại thao trường huấn luyện quân sự quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hội thi tinh hoa ẩm thực xứ Thanh lần thứ nhất năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp với 12 đội tham gia trình diễn các món ăn đặc trưng vùng miền của những người con Thanh Hóa xa quê. Hội thi nhằm tạo ra sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh, góp phần hưởng ứng và lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực xứ Thanh tới bạn bè tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hội thi gồm 12 đội tham gia thi ẩm thực đại diện cho 27 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hội thi Tinh Hoa Ẩm thực xứ Thanh lần thứ nhất năm 2024 được kỳ vọng sẽ tạo ra sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh, góp phần hưởng ứng và lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực xứ Thanh tới bạn bè tỉnh bạn, đồng thời phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, giỏi việc nước, đảm việc nhà, biểu dương, tôn vinh sự khéo léo, đảm đang của chị em phụ nữ, làm phong phú đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ xứ Thanh nói riêng và phụ nữ cả nước nói chung. Thưa quý vị và các bạn, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên là một thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Ngô vào năm 248. Nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương, huyện Triệu Sơn đã và đang quan tâm đến công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị các di tích. Triệu Sơn là huyện tiếp nối với vùng miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, với bề dày lịch sử, văn hóa. Trong đó có kẻ Nưa thuộc xã Tân Ninh, nay là thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, được mệnh danh là vùng văn hóa lâu đời và tiêu biểu cho văn hóa truyền thống của cư dân đồng bằng sông Mã. Đây cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tiếp tục thực hiện luật di sản văn hóa, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, từ năm 2017 đến nay, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện đã được các ngành các cấp nhận thức đầy đủ hơn. Xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, là yếu tố tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh núi Nưa, địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu gồm núi Nưa, đền Nưa và Am Tiên. Đây là di tích cấp quốc gia được công nhận vào năm 2009. Trải qua mưa nắng, chiến tranh và sự mài mòn bởi thời gian, các công trình kiến trúc có phần bị xuống cấp. Do vậy, để làm sống dậy một vùng danh sơn kỳ tú và đặc biệt linh thiêng, bằng nhiều nguồn kinh phí đầu tư, đến nay, đa phần các công trình kiến trúc trong khu di tích đã được phục dựng tôn tạo. Để công tác tu bổ, tôn tạo các di tích được triển khai hiệu quả, huyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng các di tích trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, lộ trình tôn tạo và bảo vệ di tích, chỉ đạo các địa phương thành lập các ban quản lý di tích. Đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động của các ban quản lý di tích cũng như hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật và hương ước, quy ước của làng, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội gắn với tuyên truyền, giới thiệu di tích. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá di sản trên trang thông tin điện tử của huyện và các phương tiện truyền thông đại chúng. Tiếp tục huy động nguồn vốn xã hội hóa cho hoạt động tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại điểm di tích. Phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ tại đây đi vào nề nếp. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác tôn tạo và phát huy giá trị các di tích tại địa phương gặp không ít khó khăn do cần nguồn kinh phí lớn. Trong khi đó, ngân sách địa phương dành cho công tác này còn hạn chế. Công tác xã hội hóa chưa đồng đều liên tục. Quá trình phục dựng, tôn tạo di tích thường kéo dài, đứt quãng. Do đó, thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị của các di tích, tăng cường công tác xã hội hóa, cân đối ngân sách địa phương cho công tác phục dựng, tôn tạo và phát huy các di tích. Đồng thời, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm công tác văn hóa và người trực tiếp tham gia vào công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. Bản tin văn hóa xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.